cho tôi lại ngày nào trăng lên bằng ngọn con. Mẹ tôi ngồi khâu báu bên cây đèn dầu hao, cha tôi ngồi xem báo phố xa vắng hiu hiu. Trong đêm mùa khô ráo, tôi nghe tiếng còi tàu. Cho tôi lại chiều hè, tôi đi giữa đường quê, hai bên là hương lúa, xa xa là ngọn tre. Thấp thoáng vài con nghe tiếng nước dưới chân đê. Tôi mê trời mây tía, không nghe mẹ gọi về. Cho tôi lại nhà trường, bao nhiêu là người thương, không ai thù ai oán, ai cũng bảo tôi ngoan. Tôi yêu thầy tôi lắm, nhớ tiếng nói vang vang. Tôi theo tà áo trắng, cô em bạn cùng trường. Cho tôi lại một mùa, mưa rơi buồn ngoài ô, đêm đêm đèn trong ngõ soi sáng mảnh tim khô. Tôi mơ thành triệu phú cứu vớt gái bơ vơ. Tôi mơ thành thi sĩ đem thơ dệt mộng hờ. Cho tôi lại còn nhiều, cho tôi lại tình yêu. Tôi không cần khôn khéo, tôi không đòi bao nhiêu. Cho tôi lòng non yếu, dễ khóc dễ tin theo. Cho tôi thời niên thiếu, cho tôi lại từ đầu. Cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau. Xin đi từ thơ ấu, đi vui và bên nhau. Trong tim thì sôi máu, khóe mắt có trăng sao. Bông hoa cài trên áo, trên môi một nguyện cầu. Cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau. Cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau. Cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau. Cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau. Kính thưa quý vị, đêm nay coi như lời xin đi lại từ đầu của tôi đã được đáp ứng. Tôi đã có may mắn được ra mắt lần đầu tiên trước quý vị sau nhiều năm vắng mặt, cùng một lúc với sự ra mắt của sách và CD do Công ty Văn hóa Phương Nam tổ chức dưới sự bảo trợ quý báu của ESCOP và của một số những mạnh thường quân. Tôi xin thành thực cảm ơn sự có mặt đông đảo của quý vị đêm nay, đem lại vinh dự lớn lao cho đêm Phạm Duy ngày trở về. Chương trình ca nhạc đêm nay, chương trình ca nhạc đêm hôm nay xin phép được mở đầu bằng bài kỷ niệm mà quý vị vừa nghe tôi đọc lời ca lúc. Thì trong quá trình sáng tác vào năm 1972, sau khi đã quá mệt mỏi và chán trường vì thời cuộc, tôi soạn một bài hát nhan đề kỷ niệm với nội dung xin đi lại từ đầu. Bài hát chưa được phổ biến nhiều thì tôi phải ra đi. Bây giờ khi tôi đã trở về thì từ nay bài kỷ niệm này có thể mới có một đời sống. Bài này được nhóm 5 dòng kẻ cùng hát với ban hợp xướng Suối Việt với phần phối khí của Duy Cường. Tôi rất là làm hân hạnh được giới thiệu với quý vị nhạc
trưởng Graham. Bây giờ xin kính mời quý vị nghe năm dòng kẻ với bài Kỷ niệm. Thank you.
chưa đi vội về sau. Thưa quý vị, sau bài kỷ niệm mở đầu là bài Thuyền Viễn Xứ. Bài này có thể đã đi theo gót những thuyền ca của các nhạc sĩ tiền bối như Thẩm Oánh với khúc Yêu Đương Ngọn Chào đưa xong về tới nơi đâu chiếc thuyền tình xa chìm nổi. Hoàng Quý với Cô Lái Thuyền, Văn Trung với Trên Thuyền Hoa, Đặng Thế Phong với Con Thuyền Không Bến, Lưu Bích Thủy với Con Thuyền Xa Bến soạn ra trước kỷ niệm 10 năm. Xin lỗi, trước bài Thuyền Viễn Xứ 10 năm. Nhưng nếu những ca khúc Mơ Tưởng Tuyệt Vời vừa kể trên là nhạc lãng mạn, nghĩa là mang cảm hứng của cá nhân chủ nghĩa, thì Thuyền Viễn Xứ Thơ của Huyền Chi do tôi phổ nhạc là nhạc hiện thực, là cảm hứng chung của nhiều người vì thời thế phải lìa bỏ một miền để đi mưu sinh ở một miền khác. Tôi chỉ xin lưu ý quý vị rằng bài hát có câu thuyền qua xứ người thì nay thuyền đã quay lại hướng làng rồi. Bài Thuyền Viễn Xứ sẽ do Thu Binh hát với phần phối khí của Hoài Sa. Lũ thủy dương dù bão về
chiều nay gửi tới quê xưa, biết là bao thương nhớ cho vừa. Trời cao chim rơi xuống đời, biết là bao sầu trên xứ người. Chiều nay sương khói lên khơi, lũ thủy dương dù bóng về sông. Chiều nay trên bến muôn phương, có thuyền viễn xứ nhô néo lên đường. Chiều sau đây là bài Nương Chiều tôi soạn tại Việt Bắc năm 1947, trong thời gian đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Lúc đó tôi hoạt động ở vùng Bắc Cạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, thì cảnh chiều về trên đồi nương đẹp, vô cùng là đẹp. Nhiều nhạc sĩ khác cũng thấy vậy, và anh Nguyễn Xuân Khoát đã viết ra bài Gọi Nghe với những câu hát A Bé Nghe Ơi, nghĩa là tiếng gọi trâu non về chuồng, nghe mà thấy lòng mình vui như tiếng gọi của đất mẹ nơi rừng tiếng núi lạ. Bắt chước anh Khoát, tôi viết bài Nương Chiều, nói lên cảnh chiều về trên nương với trâu bò rục mõ xa xôi, áo tràm về quẩy lúa trên vai, mái nhà sàn thở khói mu, cô nàng về để suối tương tư. Thì có người hỏi tôi tại sao người không tương tư mà suối lại tương tư. À, là tại vì chỉ có suối mới nhìn thấy cái đẹp của xuân nữ khi cô nàng lột xiêm qua đầu. Tôi xin kính mời quý vị nghe bài Nương Chiều do Đức Tuấn hát với nhóm bè Cadillac, hòa âm của Đức Trị. Trong ngày mùa bài hát nên thơ ơi, chiều ơi áo tràm về quẩy lúa trên vai, in hình vào sườn núi chơi vơi ơi, chiều ơi đường mòn người lúa thơm ngời ơi, chiều ơi thu về đồng lúa nương chiều.
sân cày đường giữa làn gió, lúa ngát thơm trên những cánh ngơ, tiếng xung xa nghe lẫn oan thương, đây nhà nông phá rừng gây lúa, ai về để lúa trên ngàn ta nuôi người gìn giữ non nữa, lúc sức tôi trên với sức anh lấy máu tô cho thắm núi xanh đêm mồ hôi tươi đồng lúa xa. Cho ngày mùa bài hát nên thơ ơi chiều ơi mái nhà sàn thờ khói âm u, cô nàng về để suối tương tư ơi chiều sẽ là bài Ngày Trở Về mà tôi soạn trong năm 1954. Coi như bài này là một chuyện kể bằng lời ca cho người nghe thấy được bước chân lê trên quãng đường đê của người thương binh khi trở về quê mình. Phải đến lũy tre xanh rồi mới qua được vườn rau để vào cổng nhà rồi mới gặp được mẹ. Lần mò ra chiếc áo
nắm áo người xưa, thì tôi tả khung cảnh miền quê, rồi mới tả tới tấm lòng người quê, tấm lòng của người ra đi nhớ nhung quê mình, nhưng ngày trở về thì chỉ ngồi chờ sáng mai trở dậy là lại khởi sự ra đồng cày cấy. Bài Ngày Trở Về được hát với phần phối khí của Duy Cường, ca sĩ Hồng Hạnh. Đáng lẽ là ngày trở về thì tôi xin kính mời Hồng Hạnh trở ra sân khấu. Trở về có anh thương binh
lấy vợ hiền lành, người đẹp bên anh ta cũng học hành. Những khi tan công hết việc xếp gánh, ngày lại ngày có em vui tươi xách gạo bếp nước, có nắm cơm ngon. Ôi trời lạnh lùng có đôi uyên ương sống đời mặn nồng. Ôi trời lạnh lùng có đôi uyên ương sống đời mặn nồng. Quý vị đã nghe những ca khúc phản ánh phần nào sự nổi trôi của con người trong một giai đoạn lịch sử. Có sự nhập thế của tuổi thanh niên, có người ra đi viễn xứ, rồi có người trở về. Bây giờ là những bài hát tình cảm. Trong năm 1945, trên đường Nam Tiến, tôi soạn ít nhiều bản nhạc Hùng, nhưng tôi cũng không quên soạn nhạc tình. Nhưng vào lúc tôi còn trẻ, tình ca của tôi mới chỉ là tình ca ấp úng, soạn cho những người tình tưởng tượng và không được trả lời. Bài Cây đàn bỏ quên soạn trên bãi biển Phan Rang vào lúc tôi xung phong vào Nam Bộ để kháng chiến là một thứ tình ca ấp úng, nói lên tâm sự của một chàng nhạc sĩ trẻ không dám hỏi thẳng người đẹp, mà chỉ dám tự hỏi mình rằng người đẹp hay người đời yêu mình hay chỉ yêu cây đàn mà thôi. Duy Quang sẽ hát bài này với phần phối khí của Hoài Sa.
sau tôi đến nhà em, cây đàn nằm đó nhưng em tiếp theo là bài Ngập Ngùi. Tôi cho rằng bài thơ của Huy Cận do tôi phổ nhạc là một thứ giao lưu văn nghệ xảy ra ngay từ năm 1961. Nguyên bài thơ đã là một giao lưu giữa thơ đường và thơ lục bát Việt Nam rồi. Thơ hiện diện từ mấy chục năm trước, được trở thành nhạc vào lúc Việt Nam bị phân chia. Ca khúc Ngậm Ngùi của Huy Cận, Phạm Duy giao tiếp hai thời Thanh Bình và Khói Lửa, giao hòa hai nghệ sĩ ở hai miền xa cách. Về phương diện thẩm âm thẩm mỹ, bài đó xưng tụng một cái đẹp sắp sửa mất, đang mất hay sẽ mất, với lời thơ nét nhạc êm ả, bùi ngùi, thương tiếc, nhưng ôm ấp, vỗ về và an ủi. Đây có lẽ là giấc mộng bình thường của thời đại. Ca sĩ Quang Dũng sẽ trình bày bài Ngậm Ngùi với phần phối khí của Đức Trí. Thank you.
mưa bãi chiều rồi, vườn hoàng chim nữ xếp đôi lá rơi. Sơn buông con nhện ra ngô, em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đời. Chim mộng về bấy đầu giường, ngủ đi em mộng bình thường, ngủ đi em mộng bình thường. Dù em săn tiếng thủy dương đôi bờ, ngủ đi em, ngủ đi đi em. Dù mấy bờ cây dài bóng sẽ ngần ngơ, hôn anh đã chín mấy mùa buồn đau. Tay anh em hãy tựa đầu cho anh nghe nắng ngơ. Trái sầu dùng dâu tiếp theo ngậm ngùi là bài Mộ Khúc, nguyên là bài thơ Chiều của Xuân Diệu, thường đi đôi với bài thơ của Hích ạ. Nó nói lên được sự bâng khuâng của cả thơ lẫn nhạc. Bài này sẽ do nhóm ACNM và ban hợp xướng Suối Việt hát theo với phần phối khí của Quốc Bảo. Thưa quý vị, đây Mộ Khúc. Rơi kín từ nguồn yêu thương, sương
Thưa quý vị, sau đây là những bài hát về quê hương. Trước hết là bài Quê Nghèo. Đó là một bài hát, nó mang một cái tên là Anh Bao Giờ Anh Lấy Được Đồn Tây. Chiều qua tôi đi qua vùng chiếm đóng không bóng, trâu cày bên đồng, vắng tiếng heo gà chiến sân. Chiều qua gánh nước cho vệ quốc quân, nghe tiếng o nghèo kể rằng quân thù về đây đốt làng. Người dân ở đây mong chờ vệ quốc quân về đánh đồn. Bao giờ anh lấy được đồn Tây để cho con gái không buồn vì chiến tranh. Xin kính mời quý vị nghe Quang Linh hát Quê Nghèo với phần phối khí của Hoài Sa. Làng tôi không xa kinh kỳ sáng chói, có những cánh đồng cát dài, có lũy tre già tạ tơi. Ruộng khô có những ông già rách vai, cuốc đất bên đàn trẻ gầy, có người bừa thay trâu cày. Bình minh khi sương rơi mờ trên rẫy, thấp thoáng bóng người trên đồi, tạt nước với giọt mồ hôi. Chiều rơi thoi thóp trên vài luống khoai, hiu hắt tiếng ba mẹ cười, vui vì nồi cơm ngô đầy. Bao giờ cho lúa được mùa luôn, lúa ơi để cho cô con gái không buồn vì gió. Mơ thấy trăm họ tốt tươi, mơ
ơi, áo dài đùa trong nắng cười. Bao giờ em trở lại vườn dâu, hỡi em để cho anh bắt gỗ xây nhịp cầu anh bước sang. Bao giờ cho nối lại tình thương, hỡi ai để em ra bên vắng đón người người chiến binh. Bao giờ cho đoạn tình ca quê hương thì tôi có soạn một bộ ba trilogy về con người Việt Nam mà tôi gọi là những bài hát tình tự dân tộc. Đó là những bài Bà Mẹ Quê, Vợ Chồng Quê và Em Bé Quê. Bài Em Bé Quê sẽ do các em thiếu nhi của thành phố Hồ Chí Minh trình bày. Xin mời quý vị xem Em Bé Quê.
vàng lên cao.